Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình quay cả những xe bị lời chở mì nha mọi người. Xe cực kỳ lời luôn nha mọi người. Giờ kéo xe kia qua kéo nha. Mọi người cũng theo dõi nha. Đây mọi người. Xe chở mì mắc lời đấy. Bánh bên kia lời lún quá sao luôn nha. Hết bánh luôn. Giờ phải kêu xe kia ra kéo nha, không biết kéo nổi không đấy. Nếu mà kéo không nổi chắc phải bốc củ mì bên đây phải sang xe bên kia nha mọi người. Giờ kéo thử đây mọi người, lời sao quá rồi, chở mì đợi xe luôn đây. Đây mọi đây bánh xeo xe tay lại móc xích nha mọi người. Đi đường đúng hay chơi này nó dễ đi hơn nha, nhanh lên thôi. Đây còn xe là cái đầu này là tí móng cáp chỗ cây tăng lên cái nha. Rồi bắt đầu nổ máy rồi nha mọi người. Từ thứ năm nữa. Lại bị lún tang nữa mọi người ạ. Đó, đất mềm kiểu này mà chở đợi xe mà chả lún nha mọi người. Được kéo tiếp nha mọi người, chuyển sang kéo qua bên kia nha. Bánh sau lên rồi, giờ bánh trước thì lút tiếp. Quên 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 đó. Xe này bị lút nha mọi người. Vừa tới xe đây lên rồi mới tới xe kia nha. Xe kia vẫn chưa lên hết bánh nha mọi người.
Người lút ra quá nha mọi người. Xe này lên rồi bắt đầu tới tiếp nha mọi người. Không biết được cái lên nổi hay không thôi. Đường lún quá. Để tôi cáp cho mọi người à. Đợi tí trên kia nha. Điều ơi. Rồi lên mọi người ơi. Đây này mọi người, bị lời thành con suối luôn này đó. Đây này, lời quá dữ luôn. Đấy nha mọi người, mình kết thúc video tại đây nha. Mọi người nhớ xem và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bye bye mọi người.